Xin chào quý khách hàng, hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người một tuyệt phẩm của Marani. Suốt ngày thì em cứ giới thiệu cho mọi người nào là siêu phẩm nè, hàng đỉnh nè, tuyệt phẩm nè, cho mọi người xem mà cho mọi người thèm, cho mọi người ghiền. Đó, đầu tiên là mình phải nhìn nó đã con mắt đúng không? Sau đó mình nghe đã cái lỗ tai, cuối cùng thì mình mới xuống tiền đúng không mọi người? Thì trước mặt mọi người đó là hai model crossover của Marani. Thì bên trên còn màu đỏ bordeaux như vậy nè. Đây là dòng flagship hay còn gọi là dòng đầu bảng của Marani. Thì con trên này cái mã hiệu sẽ là MIR480i, hàng đỉnh của thằng Marani rồi. 480i tức là 4 vào 8 ra. Đây là mặt trước sản phẩm nha mọi người. Đó, em sẽ quay mặt sau cái em này trước cho mọi người xem. Và em sẽ có một cái video riêng để dành riêng cho cái em này nha mọi người. Bởi vì cái em này nó có rất là nhiều cái đỉnh cao, rất là nhiều cái đỉnh mà con này được bán trên eBay tại Mỹ với cái giá tiền sẽ là 1.900 đô chưa kể phí ship. Có nghĩa là ship về Việt Nam nó sẽ rơi vào khoảng 48-49 triệu ha. Thì con này giá bên em bán giá mềm mại hơn chút xíu thôi, 45 triệu một con ha mọi người. MIR480i, đó cái em này là cái em hàng đỉnh của Marani nè. Bây giờ cái em hàng đỉnh này làm sao? Tách riêng ra một cái video ha mọi người. Và đây là nhân vật chính của video của mình ngày hôm nay nha mọi người. Marani MIR360A tức là 3 vào 6 ra. Thì đầu tiên thì em sẽ sơ lược mặt trước, mặt sau cũng như là các cái đường tín hiệu đầu vào đầu ra cho mọi người cùng nắm ha. Đây là mặt trước sản phẩm màu đen và một cái màn hình LCD. Sẽ có các cái phím thao tác 3 vào và 6 ra thì ứng với từng đầu ra đầu vào sẽ có một cái nút thao tác ha mọi người ha. Thì cái hình dáng của nó thì nó cũng tương đồng với lại cái mã trước đây bên em đã từng giới thiệu, tức là DBA 360A đã dừng sản xuất cái series DBA rồi. Hiện tại bây giờ thì có một số sản phẩm đang được cập nhật mới, thì cái mã MIR tức là cái dòng sản phẩm đầu bảng của Marani. Đầu tiên sẽ là mặt trước, mọi người nhìn thấy ok đúng không? Một màu đen tuyền rất là dễ phối ghép với lại cái bộ dàn của mình. Và đây là phía sau ha mọi người. Mặt sau thì nó sẽ có ba đường tín hiệu vào A, B, C, ba kênh riêng biệt. 6 đường đầu ra A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì 6 đường ra này mình có thể routing hay còn gọi là tùy chọn phối ghép một cái ma trận giữa các cái đường tín hiệu đầu vào sao cho theo phù hợp với lại cái nhu cầu cũng như là cái gọi là cái cấu hình cái bộ dàn của mình. Thì bên em đã từng có chia sẻ các cái phần mềm ví dụ như Marani nè hoặc là DB Acoustic về cái việc routing cho các cái đường tín hiệu đầu vào và đầu ra, thì mọi người có thể xem và theo dõi trên kênh YouTube của bên em để mình hiểu về sơ bộ như thế nào gọi là crossover và như thế nào gọi là routing ha. Về phần giao tiếp với lại máy tính thì mình sẽ có một cái cổng Ethernet. Thì cái con này nó cao cấp hơn cái con DBA 360A bữa trước bên em đã giới thiệu. Thì con này nó có thể kết nối với máy tính thông qua cái cổng Ethernet port, hoặc là mình cắm cái con này vào cái router Wi-Fi nhà mình thì mình có thể kết nối trực tiếp thông qua cái router Wi-Fi, thì mình có thể kết nối được nó rồi. Đầu ra link giữa các cái con lại với nhau thì nó sẽ có đầu out này là kết nối vật lý sẽ là RJ45, nhưng mà bên trong giao thức của nó sẽ là RS485. Thì maximum cho RS485 thì nó có thể cho phép mình kéo xa được khoảng hơn một cây số ha mọi người ha. Còn RJ45 hay còn gọi là mình kết nối thông qua cái cổng Ethernet port này nè, thì nó có thể cho phép mình kéo xa được khoảng maximum là khoảng 100 mét. Thấy rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Thì con này á, như cái đã em đã chia sẻ cho mọi người rồi, thì kết nối của nó rất là đơn giản. Nó khác hoàn toàn so với cái con DBA 360A trước đây. Như mọi người thấy trên video thì các cái đường tín hiệu đầu vào, đầu ra thì tất cả nó đều sử dụng là đầu kết nối đều là Neutrik chính hãng. Có nghĩa là những cái sản phẩm cực kỳ cao cấp và những sản phẩm có thương hiệu rõ ràng ở thời điểm hiện tại trên thị trường thì người ta mới sử dụng những cái đầu nối như vậy. Bởi vì cái giá tiền của những cái đầu nối phụ kiện như vậy nó rất là đắt. Còn những cái sản phẩm thông dụng, thông thường khác với giá tiền khoảng vài triệu, thậm chí từ 10 triệu trở lại thì người ta cũng không dám dùng những cái jack kết nối như vậy đâu ha mọi người ha. Thì trước khi đi vào cái phần ruột bên trong này thì bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người cái em này nó có cái điểm gì nó cao cấp hơn so với cái series DBA 360A trước đây. Đầu tiên sẽ là cái kết nối sử dụng Ethernet port so với USB trước đây. Đó là cái cải tiến số 1. Cái cải tiến số 2 rất là quan trọng mà rất là nhiều khách hàng mua crossover không để ý. Đó là cái gì?
cái độ méo hài hay còn gọi là THD đó, tức là total harmonic distortion, nó sẽ nhỏ hơn 0,003%. Còn đối với dBA 360A thì nó sẽ là 0,005. Có nghĩa là số càng nhỏ thì sẽ càng tốt ha mọi người. Thì đối với cái em này, cái THD hay còn gọi là sai số hay còn gọi là độ méo hài cũng là nó sẽ là chỉ số sẽ là nhỏ hơn 0,003, tức là rất là bé. Thì những sản phẩm cao cấp mọi người có thể so sánh ví dụ như là silica nè, hoặc là DBX nè, hoặc là XTA gì đó, mọi người cũng có thể so sánh, cứ mở catalog của em nó ra mà so ha mọi người. Cải tiến số 3 đó là gì? Đó là noise floor hay còn gọi là cái độ tạp nhiễu nền, hay còn gọi là độ soi tín hiệu nền, hay còn gọi là tạp âm nền cũng là nó. Thì con này nó có cái gọi là noise floor sẽ là nhỏ hơn trừ 91 dB. Còn đối với cái em DBA thì em thấy nó có 80 mấy thôi. Thành ra khi nhiều khách hàng sở hữu cái em DBA thì nhiều khi những cái loa của mình độ nhạy nó khá cao á, thì khi lắp qua cái con crossover thì mình cảm thấy cái độ soi tín hiệu, tức là khi mình không sử dụng á, thì cái độ soi nó có vẻ là nó hơi lớn hơn so với mình dùng trực tiếp qua mixer, đúng không mọi người? Thì đó người ta gọi là cái độ soi tín hiệu nền hay còn gọi là noise floor. Thì đối với cái em này, cái noise floor của em này sẽ là nhỏ hơn trừ 91 dB. Cái cải tiến thứ tư đó là cái dynamic range hay còn gọi là, đó là tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt thì nó rất là mông lung, nhiều khi lại suy diễn nó lại không có đúng ha mọi người. Mình cứ đọc đúng tiếng Anh, cố gắng đi nha. Dynamic range cho cái con này nó sẽ là 118 dB. Thì em thấy rằng là những cái dòng sản phẩm cực kỳ cao cấp và đầu bảng, thậm chí là những em rất là đắt tiền, thì cái dynamic range của nó mới cao đến như vậy ha. Mọi người có thể so sánh cái con Marani này các cái thông số kỹ thuật như em mới trình bày. Đầu tiên sẽ là gì? Cái dynamic range 118 dB. Cái thứ hai là THD hay còn gọi là total harmonic distortion, tức là độ méo hài là nhỏ hơn 0,003%. Đó là yếu tố số 2. Yếu tố số 3 sẽ là noise floor sẽ là nhỏ hơn trừ 91 dB. Đó là những cái yếu tố mà em chia sẻ cho mọi người, đó là những cái điểm để đánh giá chất lượng cũng như giá trị cho một cái con crossover. Thì những cái thông số đó nó hơi mông lung chút xíu, nhưng mà mọi người để ý nghe kỹ, nó chỉ có 3 đến 4 điểm thôi, đúng không? Thì mình để ý cái đó thì mình sẽ xem những cái dòng khác thì mình sẽ so sánh, đúng không mọi người? Chứ khi mình mua hàng Marani hoặc là những cái con crossover khác, mình đừng có nghe người ta quảng cáo, mình đừng có thấy người ta dùng. Ví dụ như mình thấy cái em ABC gì đó, thấy nó mắc tiền cái mình nói nó ngon, đúng không? Thầm bậy ha mọi người ha. Ngon là phải biết nó ngon cái gì ha. Đó là những cái thông số kỹ thuật mà em muốn chia sẻ với mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái rượt của em nó ha. Không biết mọi người thấy rõ trong video không ta. Em sẽ tách những cái video nhỏ nhỏ, em quay nhỏ nhỏ cho mọi người cùng xem ha. Đầu tiên sẽ là cái em gọi là cái gì? Microcontroller cũng là nó ha mọi người. Nó sẽ sử dụng cái chip của STM. Và model của nó sẽ là STM32F407. Thì với một cái con chip như vậy, mọi người xem trên thị trường nó sẽ có giá vào khoảng 45 đô. Đó là con chip trắng ha mọi người. Rồi về viết chương trình cho nó, cấu hình cho nó như thế nào là do người lập trình cho nó, chứ không phải do em ha mọi người. Thì một con én thì đâu làm nên mùa xuân, đúng không mọi người? Thành ra nhiều khách hàng nhìn vô thấy con, thấy đồ hay linh kiện ít quá, sao mắc dữ, đúng không mọi người? Quan trọng là nó ít nhưng mà nó có chắc không, đúng không? Và nó ít và nó dùng cái gì? Thà ít nhưng mà nó chắc còn đỡ hơn là nhiều mà tào lao ha mọi người ha. Rồi đối với dòng mà STM32F407 này, nó sẽ sử dụng một con gọi là con microprocessor sẽ là ARM Cortex M4. Con này nó sẽ có cái độ phân giải sẽ là 32 bit và tốc độ làm việc rất là cao. Thì cái em này được ứng dụng, thứ nhất là dùng trong y khoa, thứ hai là những cái ứng dụng mà yêu cầu cái độ tin cậy cao, và trong đó nó sẽ có cái ứng dụng của mình là audio hay còn gọi là Turing Audio System cũng là nó. Thì mình sẽ sử dụng cái em này là OCK. Tiếp theo sẽ là một số em giải mã rất là cao cấp của Burr Brown. Thì em sẽ cắt cái hình, em sẽ bỏ trên video cho mọi người thấy. Ở đây thì mình sẽ có một em Burr Brown rất là xịn sò ha. Nó sẽ, mục đích của em này sẽ là AD, tức là giải mã từ
analog sang digital. Analog là ở đâu ra? Từ ba đường tín hiệu đầu vào nè mọi người, ba thằng vào nè, nó sẽ đưa qua em này, nghe không? Rồi vô đâu? Vô em này với lại em này ha. Thì cái em này là cái em gì thì không ai biết, lý do là nó dán cái nhôm tản nhiệt bên trên rất là cứng, mình không thể bứt ra mình xem nó là cái gì, thành ra em cũng không biết cái em này là cái em gì luôn. Những cái em ngoại vi còn lại bao gồm RAM, ROM thì mình cũng không cần quan tâm hay mọi người. Thật ra đối với một một con gọi là DSP hay còn gọi là con van số cũng là như vậy, thậm chí là mixer cũng là như vậy, thì mình chỉ quan tâm những cái linh kiện chính ở bên trong, ví dụ như chip DSP, thứ hai là bộ giải mã AD, hết rồi. Ngoài ra chả còn cái giá trị, những sản phẩm còn lại giá trị gọi là giá trị tiền của nó rất là mềm. Ví dụ như tụ nè, mấy con tụ nè, điện trở nè, hay là những cái con regulator hay còn gọi là ổn áp nguồn của mọi người, những cái em đó thì giá trị tức là giá quy bằng tiền á, thì nó không có cao bởi vì nó là đồ đa dụng. Ngoài ra các cái đường tín hiệu đầu ra nó sẽ được sử dụng một chip, hai bộ giải mã DA của Burr Brown rất là xịn sò. Thì những chip giải mã này mọi người có thể check trên website, sẽ thấy rằng đây là dòng 2N và giải mã sẽ là 24 bit. Thì những em mà được xếp loại 2N thì mọi người thấy là gấu ăn à, đúng không? Nó không có 3N nha, nó chỉ có 2N thôi. Thì hai cái em này mọi người có thể check trên website thì nó sẽ có giá vào khoảng $30 một em. Thì ứng với mỗi một em nó có thể maximum nó có thể ra được 4 cổng output đầu ra. Thì đây mọi người thấy 1 2 3 4 5 6, tức là 6 cổng nó sẽ dự trù, còn hai cái chỗ trống này mọi người thấy không? Hai chỗ trống này tức là 4 vào 8 ra, hình dung không? Thì hai cái chỗ trống này nó sẽ gọi là những cái phiên bản 480E thì nó sẽ sử hàng thêm những phần linh kiện đó, trong khi cái sản phẩm của mình chỉ có 3 vào 6 ra, do đó nó sẽ bị khiếm khuyết một số linh kiện. Thì nhiều khách hàng hỏi tại sao có 8 đầu ra mà có hai con chip giải mã, đúng không mọi người? Bởi vì mỗi một con chip giải mã nó có thể xuất ra được 4 đường tín hiệu, thì hai con sẽ là 8 đường tín hiệu. Mỗi cổng ra nó sẽ được kiểm soát bởi một con relé hay còn gọi là relay của Japan ha mọi người. Cái mã tên sản phẩm sẽ là Takamisawa. Đây, như mọi người thấy trên video. Thì những cái dòng sản phẩm, những sản phẩm linh kiện ở trên đây thì em kiểm tra giá tiền của nó trên thị trường thì tương đối là khá cao và khá rất là xịn sò ha mọi người. Không muốn nói là khá ha. Thì đây là cái bộ nguồn xung. Trước đây thì bên em có cái dòng sản phẩm của Lan Nghe, thì em kiểm tra em thấy chất lượng linh kiện nó cũng khá tốt. Nhưng mà cái nguồn của nó đang sử dụng của thằng Lan Nghe là nguồn biến áp, thành ra nó sẽ không phù hợp cho một số nơi có điện áp thấp. Còn đối với riêng cái em Marani này, nó sẽ được trang bị một cái bộ nguồn xung hay còn gọi là switching power. Thì cái giải điện áp làm việc của nó rất là rộng. Thì thông thường nguồn xung thì nó sẽ làm việc từ 90V cho tới 240V. Đây là đường nguồn nha mọi người. Đường cấp nguồn thì mình có thể sử dụng ở Việt Nam mình hoặc bất kỳ quốc gia nào, với cái gọi là một cái thang làm việc rất là rộng từ 90 tới 240V, tần số làm việc là 50Hz. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người và cũng như là chia sẻ cho mọi người rất là nhiều thông tin về cái dòng Marani MIR360E này. Thì cá nhân em đánh giá cái dòng này, giá tiền của nó là nó mắc hơn hẳn so với DBA 360A mà trước đây em đã giới thiệu trên kênh. Trong khi cái con DBA là rất là nhiều người thèm chảy nước miếng, thấy nó là thấy phê rồi, nghe là đã cái lỗ tai rồi, mà mình chưa có điều kiện mình với tới. Nhưng mà hôm nay thì em lại về thêm một cái em với cái gọi là cái đặc tính kỹ thuật cũng như là giá trị sản phẩm nó còn cao hơn hẳn thằng Marani kia nữa, tức là cao hơn hẳn DBA 360A. Thì cũng khó ăn ha mọi người ha. Giá tiền thì nó cũng khá cao. Dĩ nhiên là giá cao thì chất lượng của nó mang lại cho mình cái gì nó cũng tuyệt vời hết. Cái câu hỏi mà rất là nhiều người quan tâm từ đầu chương trình tới bây giờ mà em chưa trả lời đó là cái con này dùng làm gì, đúng không? Con này dùng làm gì? Rồi dùng làm đâu, đúng không? Thì trả lời sẵn tiện video thì em trả lời nhanh gọn cho mọi người dễ hiểu là cái con này, thứ nhất là nó để chia tần số, để quản lý từng đường tín hiệu đầu ra. Thứ hai, cân pha. Đó là hai cái tính năng quan trọng nhất của con này mang lại cho mình. Câu hỏi thứ hai là cái con này dùng làm đâu, gia đình dùng được không? Trả lời cho mọi người là con này dùng làm trong âm thanh sân khấu. Gia đình dùng làm được không? Qua được chứ sao không được. Thế gia đình dùng cái con này lắp ở đâu? Lắp trên van số được không? Trả lời không. Không phải là không mà là không nên.
Bởi vì van xấu trên thị trường đa phần là những con van xấu rất là rẻ tiền. Thậm chí mọi người đừng có lấy con mười mấy 20 triệu ra rồi nói nó mắc tiền á, không. Những dòng sản phẩm van xấu có mặt trên thị trường đa phần là cùi bắp, nên lắp ghép vô cái con này là nó không có tương xứng ha. Con này thì chất lượng mang lại của nó rất là cao, mà đưa cái em van xấu vô đây là không hợp gu ha. Thì cái con này thứ nhất, những gia đình mà dùng mixer số, ví dụ như là Midas MR12 hoặc là tệ tệ thì cũng XR12 của Behringer, đúng không? Rồi cùi bắp nữa là những cái con mixer analog, ví dụ như Mackie, BV hoặc là Dynacord đó, thì mình gắn cái em này vô rất là tuyệt vời, khỏi phải suy nghĩ. Và cái ứng dụng thứ ba là con này mục đích nó là để cân pha. Cân pha là cân sao? Có nghĩa là các cái đường tín hiệu đầu ra này mình có thể cho nó chậm lại. Em lấy ví dụ con đường này là đường loa full, tức là loa trước mặt mình nghe đó, mình hát mình ra đó. Còn loa này là loa sub, thì giữa hai cái loa này nó không có đồng bộ thời gian đến cái lỗ tai của mình. Thì bây giờ cho hai đứa nó đến cùng một lúc thì mình sẽ con nào cho đi nhanh thì mình cho nó chậm lại, đúng không? Thì hai đứa này nó sẽ đến chậm cùng lúc là lấy tiền đó. Mục đích chính của nó gọi là cân pha. Ngoài ra nó còn có những cái tính năng rất là cao cấp mà nó thiên hướng về kỹ thuật, ví dụ như là độ cắt dốc hoặc là những cái bộ lọc ở bên trong, thì chia sẻ trên kênh YouTube này thì nó lại không có tiện, bởi vì nó mang hơi hớm của gọi là yếu tố kỹ thuật ở trong đó, thì mình cũng không thể nào chia sẻ trên đây để đại đa số người dùng hiểu được ha. Thì vừa rồi em đã giới thiệu rất là kỹ, hy vọng là mọi người đã có đủ thông tin về cái dòng crossover của Marani, đặc biệt là model MIR360E. Thì giá tiền bên em đang bán sản phẩm này với cái giá bao nhiêu? Hiện tại bên em đang bán dòng sản phẩm này với giá là 19 triệu đồng một cái nha mọi người. Một cái 19 triệu đồng, bao gồm thứ nhất là phí ship, thứ hai là phí setup ở khu vực Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hồ Chí Minh, Việt Nam thì bên em sẽ hỗ trợ setup tận nhà cho khách ha mọi người. Thì setup là làm cái gì? Thì làm những thứ em vừa mới chia sẻ trên kênh YouTube hồi nãy giờ. Thứ nhất, cắt cos chia quay. Thứ hai, cân pha. Thứ ba, kiểm soát các đường tín hiệu đầu vào. Đó là ba cái yếu tố em sẽ hỗ trợ cho mọi người khi sử dụng gia đình. Còn đối với những anh em sân khấu thì sao? Những anh em sân khấu thì đã quá rành về những cái công tác đó rồi. Thành ra cần hỗ trợ gì thêm thì bên em sẽ hỗ trợ, ví dụ như cung cấp phần mềm hoặc hướng dẫn hoặc là các cái giải pháp sao cho mình sử dụng phù hợp trong cái bộ dàn của mình ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Thấy thiếu cái gì thì cứ cho em một cái comment, để những video clip sau thì em sẽ trả lời những cái câu hỏi của mọi người ha. Còn có cứ góp ý gì thêm thì cứ thả cái comment trên đó, thì mỗi một góp ý sẽ là một cái phần cải tiến trong những video clip tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.